Thắng sẽ là một cái gì chúc xuân đầu năm. Đi Thắng ơi, đi Thắng. Hôm nay được ban tổ chức đã được đẩy ra các đồng chí phó bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng nhân dân xã và đồng chí trưởng khu trưởng thôn nhà đó. Hai đồng chí sẽ tham gia trò chơi này cả trò chơi nữa. Hôm nay là một cuộc họp của ban tổ chức đã được tham gia.